Xin chào, ta là dược sĩ Trà Thiển và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: những ai không nên ăn chay, ăn chay đúng cách để tốt nhất cho sức khỏe. Và nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 4 chủ đề nhỏ xoay quanh để giúp ích cho các bạn hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nào. Chủ đề đầu tiên, chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu những lợi ích khi ăn chay. Ăn chay ở đây hiểu theo một cách khác nghĩa, đó chính là ăn chay trường. Là do các bạn hỏi Trang về những cái vấn đề này thì Trang mới chia sẻ các bạn khác. Bởi vì Trang không đụng đến tôn giáo, tín ngưỡng hay là những cái khẩu phần ăn của bất kỳ ai hết. Bởi vì khi mình sử dụng bất kỳ các phương pháp nào thì cũng đòi hỏi phải có một cách khoa học và Trang chia sẻ những cái kiến thức mà Trang biết được. Ăn chay có nghĩa là tiêu thụ những thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, như là các loại hạt, rau, đậu, nấm, không sử dụng những thức ăn có nguồn gốc từ động vật. Người ăn chay thuần túy hay còn gọi là ăn chay tuyệt đối thì họ chỉ ăn rau, củ, ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, đậu, các loại hạt, kiêng ăn tất cả các thực phẩm từ động vật, kể cả trứng và sữa hay các sản phẩm từ mật ong. Thậm chí họ không sử dụng các sản phẩm như là da, lông, v.v. có nguồn gốc từ động vật. Người ăn chay tán phần thì họ kiêng ăn thịt đỏ nhưng vẫn ăn thịt gia cầm, cá và hải sản. Ngoài ra có các kiểu ăn chay được dùng sữa trong các sản phẩm như là sữa hay là trứng. Thì Trang chỉ chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết được về ăn chay thôi các bạn ha. Thì ăn chay có thể mang lại rất nhiều những cái lợi ích tốt cho sức khỏe và môi trường. Thì dưới đây là một số những cái lợi ích mà Trang chia sẻ để cho bạn thấy rằng ăn chay thì nó có lợi ích như thế nào. Đầu tiên, nó sẽ giúp cho bạn cải thiện sức khỏe tim mạch. Ăn chay giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch, bao gồm các vấn đề như là cao huyết áp, cholesterol tăng cao hay là bệnh mạch vành. Thực phẩm ăn chay á, thường nó ít calo, ít chất tế bảo hòa, đồng thời nó lại giàu chất xơ, giàu các chất chống oxy hóa, các chất dinh dưỡng cần thiết mang lợi ích đến cho sức khỏe tim mạch. Thứ hai, giảm nguy cơ mắc bệnh lý về tiểu đường. Ăn chay có thể giúp cho bạn kiểm soát cân nặng và cái lượng đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh lý tiểu đường tiếp 2. Thì chế độ ăn chay thường giàu chất xơ, cái lượng đường thấp giúp duy trì cái mức đường huyết ổn định trong cơ thể. Thứ ba, tăng cường sức khỏe đề kháng. Thì rất nhiều những cái thực phẩm chay chứa những cái chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Điều này nó giúp cho bạn củng cố hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể chống lại những cái bệnh nhiễm trùng và những cái bệnh tật. Thứ tư, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Một số những cái nghiên cứu cho thấy rằng việc ăn chay có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như là ung thư ruột, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, v.v. Thì thực phẩm chay giàu chất xơ, nhiều chất chống oxy hóa có thể loại bỏ những cái chất gây ung thư trong cơ thể. Thì đó là cái tác dụng mà ăn chay mang đến cho bạn. Tiếp đến là giúp cho bạn bảo vệ môi trường. Thì công nghiệp chăn nuôi có thể gây ra cái lượng lớn khí thải nhà kính và ô nhiễm môi trường. Thì bằng cách giảm tiêu thụ những cái sản phẩm từ động vật, ăn chay giúp cho bạn giảm tác động tiêu cực đối với môi trường, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên và giảm sự khổ đau cho động vật. Thì đó là những cách mà người ta nhìn nhận về ăn chay. Ăn chay cũng giúp cho bạn giảm cân bạn ha. Là do tăng cường tiêu thụ rau xanh, hoa củ quả, cho nên là ăn chay góp phần vào cái việc làm tăng cái năng lượng cho bữa ăn nè, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Thì nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn chay truyền thống đó thì đã giúp cho bạn giảm nhiều hơn 4,2 kg so với bạn
ăn đói trứng trong thời gian nghiên cứu là 18 tuần. Cho nên là thấy những người ăn thuần chay thì sẽ giảm ký hiệu quả cho bạn kiểm soát cân nặng. Điều quan trọng hơn hết là hãy đảm bảo rằng bạn đảm bảo rằng trong chế độ ăn của mình đủ các chất dinh dưỡng cần thiết từ những cái thực phẩm chay mà bạn cung cấp, bao gồm như là protein, vitamin B12, sắt và canxi. Mà một cái nỗi là vitamin B12 thì nó không có trong thực vật, cho nên nếu như ai ăn thuần chay thì nên bổ sung thêm vitamin B12 từ những cái viên uống. Chủ đề thứ hai, những ai thì không nên ăn chay. Khi mà chúng ta thấy được những cái lợi ích mà ăn chay mang đến thì các bạn cũng hỏi là những ai thì không nên ăn để tốt nhất cho sức khỏe đây? Bởi vì có nhiều người không ăn được các bạn ha. Thì các bạn cũng thấy đó, mặc dù ăn chay nó mang đến rất nhiều những cái lợi ích, nhưng không phải ai cũng phù hợp với chế độ ăn uống này. Thì dưới đây là một số những cái trường hợp nên cân nhắc hoặc không nên thực hiện khi ăn chay để tốt nhất cho sức khỏe. Thì chay nói cân nhắc và hạn chế thôi các bạn ha. Người có nhu cầu về dinh dưỡng đặc biệt, một số nhóm người như là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, người già và người đang hồi phục sau phẫu thuật, người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt. Việc họ loại bỏ hết tất cả những cái nhóm ăn từ thịt, cá, trứng, sữa có thể gây thiếu những cái dưỡng chất quan trọng như là protein, canxi, sắt và vitamin B12. Thì trong trường hợp này cần tư vấn bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ở đây là Trang nói về những cái vấn đề chung chứ không phải nói về riêng một cá nhân ai hết. Cho nên là các bạn xem mà chúng ta cũng rút ra được cái ý nghĩa cho mình nhé. Cụ thể như sau, người dưới 18 tuổi là trẻ em đó, nếu như không đủ các chất dinh dưỡng như là canxi, vitamin, khoáng chất thì trẻ sẽ hạn chế sự tăng trưởng và phát triển chiều cao tối đa. Nếu như ăn chay có thể nguy hiểm đến sự tăng trưởng cũng như là không phát triển về chiều cao tối đa của trẻ. Phụ nữ có thai và cho con bú cũng không nên ăn chay vì có thể gây thiếu máu do thiếu vitamin B12. Thì vitamin này chỉ có trong thịt, cá, trứng, sữa, có nguồn gốc từ động vật chứ không có trong động vật. Có trong động vật không có trong thực vật các bạn ha. Thì xin lỗi, nếu như bạn thiếu thì sẽ thiếu vitamin B12, ngoài ra thì còn thiếu sắt nè, kẽm vân vân, thì nó có thể ảnh hưởng đến thai nhi và trẻ nhỏ. Những người gặp vấn đề về bệnh lý mãn tính, thì đối với những người mắc bệnh lý mãn tính như là bệnh thận, bệnh gan, bệnh tiểu đường hoặc là bệnh lý về dạ dày, tá tràng thì cần cân nhắc thực hiện chế độ ăn chay. Bởi vì chế độ ăn này nó yêu cầu một cái điều chỉnh rất đặc biệt để đảm bảo dinh dưỡng, để không gây những cái tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại của người bệnh. Cho nên là chúng ta cũng phải cân nhắc. Nhưng mà đối với những cái trường hợp là bạn ăn chay trường từ nhỏ tới lớn rồi thì sao, đâu có thể nào đưa thức ăn từ động vật vào lại được. Cho nên là tùy thuộc vào từng trường hợp mà chúng ta sẽ có những cái cách ứng phó và thay đổi khác nhau. Chứ không phải là Trang bắt buộc những cái trường hợp mà đã ăn chay trường từ nhỏ rồi mà khi bị bệnh thì phải bổ sung những cái thực phẩm từ động vật thì không có bạn ha. Ở đây chỉ chia sẻ những cái kiến thức chung để cho chúng ta nắm được, chứ không phải là bác bỏ những cái cách sử dụng hay là những cái cách ăn chay mà mọi người đã áp dụng trước đó, thì Trang không có ý đó hết. Cho nên là xem cũng hoan hỷ đón nhận những cái kiến thức mà Trang chia sẻ để chúng ta hiểu một cách khoa học và khái quát hơn. Tiếp đến là những người có dị ứng hoặc là không dung nạp được những cái loại thực phẩm sau đây. Nếu cho bạn dị ứng hoặc là không dung nạp một số thực phẩm như là đậu nè, các loại hạt, lúa mạch hoặc là các loại rau củ quả đặc biệt nào đó, việc ăn chay thì có thể gây khó khăn bởi vì bạn không đảm bảo cung cấp được giá trị dinh dưỡng. Thì trong trường hợp này cần tìm nguồn thay thế hợp lý hoặc là tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng các bạn ha. Người có yêu cầu về năng lượng cao hoặc là sự cần tăng cái lượng cơ,
Khi đó có những người tập luyện thể dục nặng nè, vận động viên chuyên nghiệp, hay là những người cần tăng cân và tăng khối lượng cơ, thì việc ăn chay có thể gây khó khăn bởi vì nó không cung cấp đủ calo, dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Với những người mắc bệnh về viêm loét dạ dày cũng nên hạn chế ăn chay vì những cái loại rau củ quả chứa nhiều gluten. Thì gluten là hỗn hợp gồm hai protein và creatine và glutein, thì nó có trong lúa mì, lúa mạch và yến mạch các bạn ha. Cho nên là chúng ta cũng đặc biệt lưu ý trong cái trường hợp này. Như vậy là các bạn cũng biết được những cái trường hợp nào thì chúng ta nên hạn chế ăn chay để tốt nhất cho sức khỏe. Tùy từng trường hợp mà chúng ta có những cái cách ứng biến phù hợp thôi. Chủ đề thứ ba, ăn chay đúng cách để tốt nhất cho sức khỏe. Thì các bạn cũng hỏi Trang ăn chay như thế nào là đúng cách để tốt nhất cho sức khỏe. Thì dựa vào những cái kiến thức dinh dưỡng và khoa học nhất thì Trang có thể trả lời bạn như sau. Thì để ăn chay đúng, đảm bảo dinh dưỡng thì mọi người cần cân nhắc chọn kỹ tinh bột trong thực đơn của mình. Ưu tiên chọn ngũ cốc nguyên hạt vì chúng vẫn giữ được những cái giá trị vitamin và khoáng chất cần thiết. Có hàm lượng chất xơ cao. Chúng ta có thể ăn trong món chính hoặc làm bánh, làm mì cũng được các bạn ha. Bổ sung sữa thực vật. Thì để đảm bảo nguồn cung cấp thực đơn ăn chay thì cái nguồn đạm thay thế động vật nó rất quan trọng. Thì chúng ta ưu tiên chọn những cái loại đậu như là đậu gà, đậu lăng, đậu nành, những cái loại hạt, những cái loại hạt quả hạch, những cái loại nấm, tất cả các loại nấm đều được các bạn ha. Và những loại rau củ giàu protein. Đặc biệt cần lưu ý quan tâm đến những dưỡng chất dễ bị thiếu hụt khi ăn chay như là sắt nè. Thì chúng ta có thể bổ sung sắt từ hạt điều, cà chua, cam, đậu hũ, đậu Hà Lan, đậu xanh vân vân. Canxi thì chúng ta sẽ bổ sung từ những cái loại sữa như là sữa đậu nành, hoặc là bạn bổ sung từ bông cải xanh. Vitamin D ở sữa đậu nành hoặc là ngũ cốc. Vitamin B12 thì chúng ta phải uống kèm theo rồi các bạn ha. Kẽm thì có nhiều trong ngũ cốc nguyên quán, lúa mì, lúa mạch, các thực phẩm từ sữa nha. Bạn chế biến từ những cái loại sữa như là sữa đậu nành hay là những cái loại sữa hạt để cung cấp đa dạng lên. Còn những cái chất béo lành mạnh như là omega 3 thì chúng ta có thể bổ sung từ dầu ô liu, quả bơ, dầu mè, dầu hướng dương vân vân để tiêu vào sức khỏe của mình, thì đó là ăn chay đúng cách. Chủ đề thứ tư, cần lưu ý những gì khi ăn chay. Thì khi ăn chay thì chúng ta cũng có những cái lưu ý kèm theo sau đây thôi. Thì Trang biết rằng tất cả mọi người đều nắm rất rõ về cái chế độ cũng như là khẩu phần ăn của mình để có được một sức khỏe tốt nhất, thì Trang chia sẻ thêm để cho mọi người cùng nắm rõ thôi. Thì bạn cần lưu ý những cái điểm sau đây giúp Trang. Đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Chế độ ăn chay cần phải đảm bảo cung cấp protein, canxi, sắt, omega 3, vitamin B12 và những dưỡng chất quan trọng khác. Hãy tìm hiểu và chọn những cái thực phẩm chay giàu chất dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Nếu cần thiết, hãy sử dụng những thực phẩm bổ sung hoặc là tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Có nghĩa là khi chúng ta nghi ngờ rằng trong chế độ ăn của mình thiếu vitamin và dưỡng chất nào thì chúng ta bổ sung từ những cái thực phẩm chức năng vào. Kiểm soát lượng calo và chất béo. Một số thực phẩm chay có thể có nhiều chất béo và giàu calo, chẳng hạn như những thực phẩm chay chế biến sẵn, thức ăn chay chế biến thức ăn nhanh nè, hoặc là những cái đồ ngọt, thì hãy cân nhắc về cái lượng calo cũng như chất béo để chúng ta hạn chế đưa quá nhiều vào bên trong cơ thể dẫn đến dư thừa và tăng cái lượng đường hay là tăng cholesterol hoặc là tăng cân vân vân. Đa dạng hóa chế độ ăn lên. Hãy đảm bảo rằng bạn đa dạng chế độ ăn chay của mình. Ăn nhiều rau củ quả, ngũ cốc, các loại hạt đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng và chất xơ quan trọng. Đọc nhãn sản phẩm. Khi mua bất kỳ sản phẩm chay nào, chúng ta cũng nên đọc kỹ cái nhãn sản phẩm để kiểm tra thêm các thành phần giá trị dinh dưỡng của
cái thực phẩm đó cung cấp cho cơ thể của mình, tránh những cái thực phẩm có chứa những cái chất béo bão hòa, đường hay là những chất phụ gia không mong muốn. Chú ý đến nguồn gốc thực phẩm. Nếu như bạn quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm thì hãy chọn những cái thực phẩm hữu cơ hoặc là những cái thực phẩm có nguồn gốc đáng tin cậy để chúng ta dùng. Ăn chay có lợi là cơ hội để nông nghiệp phát triển một cách bền vững hơn và mang đến những thực phẩm chay hữu cơ không gây hại đối với sức khỏe cũng như ít ảnh hưởng đối với môi trường. Tự điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng và thể chất riêng. Hãy lắng nghe cơ thể của mình, rồi bạn sẽ điều chỉnh chế độ ăn chay phù hợp để đáp ứng nhu cầu cá nhân của cơ thể của mình, để bạn đảm bảo rằng cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Trạng thái ăn chay rất ngon các bạn ha. Nếu như mà chúng ta chế biến đúng cách, chúng ta dùng những cái thực phẩm tươi sống nè, những cái thực phẩm tươi từ rau củ quả tươi, các loại nấm tươi đó, khi chế biến thì nó sẽ cho ra một cái hương vị rất là ngon, rất là tuyệt vời. Và hãy đa dạng cái khẩu phần ăn lên. Ngày nay thì thực phẩm chay cũng rất là được ưa chuộng bởi vì bài toán rất nhiều những cái thực phẩm khác nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể chế biến thành một cái bữa ăn đầy đủ cái giá trị dinh dưỡng cho mình. Và những cái thực phẩm chay thì Trang thấy là dường như cái giá thành của nó không có được rẻ cho lắm. Cho nên là có điều kiện ăn chay để chăm sóc sức khỏe thì nhớ ăn đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Thiếu dưỡng chất nào thì chúng ta sẽ bổ sung bằng cái đường uống đưa vào cơ thể để tránh những cái trường hợp cơ thể của chúng ta bị thiếu hụt quá mức một cái loại vitamin nào đó, đặc biệt là vitamin B12. Và lưu ý quan trọng là hãy chăm sóc bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Ăn chay hay là ăn mặn đều tốt hết. Tốt khi mà chúng ta nhìn thấy được cái giá trị nó mang đến cho sức khỏe của mình như thế nào. Và chỉ thật sự tốt khi chúng ta thực hiện đúng cách. Và chúc cho tất cả mọi người có được một sức khỏe tốt nhất. Và nếu như bạn thấy những kiến thức mà Trang chia sẻ ngày hôm nay thật sự có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.